thưa bác còn đi các bán. Vời yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đối với thực phẩm, đòi hỏi người sản xuất phải đảm bảo chất lượng của các sản phẩm chờ từ hạ thị trường. Với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã có công cụ để quản lý công khai, minh bạch, còn quá trình sản xuất tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Thọ xây dựng hệ thống phần mềm quản lý sản xuất để truy xuất nguồn gốc nông sản. Quá trình thiết lập triển khai bởi hiệu quả còn thực tế cũng như hưởng vỡ rốn phạm vi ứng dụng của phần mềm chiến kênh là nối dùng án bọn họ đề cập còn chương trình này. Cước sứ đa dạng của các sản phẩm nông nghiệp đảm bảo chất lượng hàng hóa là rất quan trọng cho khả năng cạnh tranh trên thị trường. Việc minh bạch thông tin về hàng hóa và quá trình sản xuất cho tỉnh chờ tỉnh thay người tiêu thụ là mỗi con phơi nền tảng quan trọng để các cơ sở đơn vị sản xuất cần tê xây dựng án niềm tin với người tiêu dùng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đặc biệt là đối với nông sản, tăng sản phẩm thanh xu thể tất yếu để là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, kênh thực tế ngăn trừ các phần mềm truy xuất nguồn gốc, tăng án lưu hành, đa phần mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp bơi thông tin, cơ bản về nguồn gốc, đặc biệt chung loái, giả mạo, đơn vị sản xuất, người tiêu dùng vẫn chưa nắm bắt án thông tin về quy trình sản xuất, do lắp bị niềm tin riêng cho chất lượng sản phẩm vẫn ở mức hạn chế. Bên kẽ nghi cước nhu cầu ngày càng cao của thị trường, bản thân người sản xuất còn quá trình vỡ rốn quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng tăng tốn từ khó khăn, còn việc quản lý quy trình sản xuất. Lỗi quản lý cũng theo phương thức theo dõi, lưu trị, nhở hay ghi chép bằng giấy tờ thông thường, ta rằng bơ rình lạc hấu. Kênh cơ sơ thọc khiêu nắm bắt nhu cầu thực tế về kênh nền tăng công nghệ ngắn trừ. Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Thọ xây dựng hệ thống phần mềm quản lý sản xuất để truy xuất nguồn gốc nông sản. Để triển khai thực hiện cái mô hình quản lý sản xuất này thì chúng tôi để thực hiện quản lý sản xuất, Trung tâm Khuyến nông ta tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn các cơ sở, các hộ tham hạ vào việc áp dụng các nội dung, các thao tác, các tiện ích của phần mềm để hướng dẫn cụ thể về các lợi ích để lái chợ áp dụng. Tán các điểm trực tiếp triển khai, Trung tâm cũng cử các hộ kỹ thuật trực tiếp hướng tán cơ sở, hướng dẫn bà con thay ghi chép bằng giấy, truyền thống để cập nhật toàn bộ dữ liệu sản xuất vào phần mềm. Cũng là một cái công cụ giúp cho cái quá trình kiểm dịch vận chuyển động vật cũng như các sản phẩm từ động vật có thể tra cứu các thông tin. Ở tính năng nhập dữ liệu sản xuất chờ sử dụng hay đơn vị sản xuất có thể nhập các dữ liệu quan trọng để quy trình sản xuất của mình, ví dụ như phân bón gì cho ăn thức ăn gì để minh hóa cụ thể bằng hình ảnh cũng như video. Để toàn bộ các dữ liệu theo án tích hợp kèm tem truy xuất nguồn gốc, với bởi thông tin thì người tiêu dùng có thể tra cứu đơn giản bằng cách truy quét mà kèm tem truy xuất tên làm án sản phẩm của mình, mua có nguồn gốc xuất xứ ở nò, sản xuất theo quy trình như lớp bò, bởi yên tâm hơn tem mua để sử dụng. Có thể là tra cứu bằng đơn giản bằng cách là quét mã, thì từ đó cũng nắm được là cái sản phẩm này là nguồn gốc xuất xứ ở đâu và sản xuất theo quy trình nào. Từ đó cũng có thể là yên tâm hơn trong cái quá trình mà mua và sử dụng sản phẩm. Bên kén mắc cầm cố bươi bằng luận đặc sản kèng pa mưa nằm, gia đình ông Đô Minh Chỉnh ở quyền bộn xa bằng luận huyện Đoàn Hùng, ta cùng vơ rốn mồm mợi thêm mất thổ diên tích xung quẹng. Thổ nằm thuôi của cần mồm án phân theo từ lô khác ra, với nguồn nhân lực hán trệ, việc chăm sóc của gia đình ông cước ní tốn từ khó khăn, đặc biệt là việc ghi nhở chính xác thời điểm cách chăm sóc đối với từng cần theo đố tuôi tế điều chỉnh đố chăm sóc. Bơ đầu năm 2020, thầu chưa thực hiện việc quản lý sản xuất bằng từ phần mềm do Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ chuyên giao. Bản thân ông Chỉnh ta tiến hành việc quản lý ghi chép để lưu phụ các thông tin về quy trình sản xuất thông qua nhật ký điện tử để nhấn rô rất hiệu quả.
cước nì, bón hò phai ghi xếp băng thầy vào thô trách để việc thu hoạch, cách tia, nghiền cho tỉnh phân bón phun thuốc. Tất cả mối công việc con tuần, con thẳng là gì đều phải ghi vào. Rất vất thời gian để phức tạp, chứ nì quản lý băng phân mềm như biển nì, họ rô rất tiến lới, chẳng vất thời gian nhiều như cước nì. Mà cập nhật rất khóa học, tây tu thông tin để thực sự rất nhàn. Bên kén tỉnh năng quản lý sản xuất để chỉ xuất nguồn gốc nhằm đơn giản hóa công tác kiểm dịch. Vấn chuyên đống vật, Trung tâm Khuyến Nông ta phối hợp với Chi cục Chăn nuôi Thú y xây dựng bổ sung tỉnh năng vơ rúng, quản lý rất cấp tiềm, kiểm dịch vấn chuyên đống vật bằng ma quét quý rơ. Tỉnh năng đi, ta giữ việc ghi chép kiểm tra quản lý, thông tin liên quan tỉnh việc kiểm dịch vấn chuyên đống vật án thuấn tiến để minh bạch hơn. Việc ứng dụng công nghệ thổ kiểm dịch động vật kiểm soát bò các động vật rất thuận tiện trong quá trình kiểm dịch viên như bón hò tí là kiểm dịch viên sẽ lưu tất cả các thông tin cập nhật kèm điện thoại thông minh về chủ cơ sở chủ hàng quy trình chăn nuôi tiêm vaccine chờ chủ đấu quy trình tiêm phòng vaccine đủ thông tin để kích hoạt tem. Cùng với việc cụ thể chi tiết thông tin kiểm dịch với tỉnh năng nỉ thầu cho cập nhật xong thổ liếu để kích hoạt ma quý rơ cho mùa chuyển hàng, toàn bộ thông tin sẽ lưu chuyển tỉnh các cơ quan quản lý để chẳng thể trình xưa. Điều này vừa đảm bảo tỉnh trung thực còn công tác kiểm dịch, đồng thời cũng có phần nâng cao ý thức của đơn vị sản xuất để tạo từ thuận lợi cho hoạt động vấn chuyên, đặc biệt còn bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tăng diễn biến phức tạp như ngắn trừ. Trước khi bán hàng thì cước chờ bánh hàng phải có hợp đồng, có nghi ta có bởi phụ lục chi tiết về các vấn đề, đầu xe vấn tay như biên sổ, thông tin lại xe, đặc biệt có tình hình dịch bệnh như bị đi, các thông tin lại xe kèm theo các việc test COVID-19, thầu chờ ta có hợp đồng, có lịch xuất bản, thời gian cụ thể, hay cước cho xuất bản mang ngay, bón hò ta chu đống đăng ký với cơ quan chức năng các thủ tục liên quan tỉnh, quy trình kiểm dịch. Thì họ sẽ check luôn bằng điện thoại thông minh hoặc là thiết bị của họ thì họ sẽ thấy hết là có ma kiểm dịch vấn chuyên như biến đi hay mùa lần bón hò lưu thông kênh. Thả qua các chốt kiểm dịch cản bố ơi xe kiểm soát băng ma bằng thiết bị điện tư chơi sẽ có tay tú thông tin về biên thổ xe mặt hàng vấn chuyên nguồn gốc xuất xứ lô tì lô tịnh thủ tục rất mảnh gọn. Mình thấy là xe hàng của mình lưu thông rất là nhanh và không bị kiểu ùn tắc. Đối với các sản phẩm án quản lý sản xuất để chứng nhận kiểm dịch đóng vật bằng phần mềm xe ản cấp tem truy xuất có nghi tích hợp tây tu các thông tin về nguồn gốc sản phẩm đơn vị sản xuất các chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Điều này ta giúp minh bạch thông tin các sản phẩm cho từ hạt thị trường táo niềm tin cho người tiêu dùng thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm. Cái này nó việc ứng dụng nhật ký sản xuất điện tử án cấp ma truy xuất nguồn gốc như bị đi sản phẩm hạ thị trường nhiều tiêu dùng chỉ cần quét ma hà là tất cả các thông tin nguồn gốc sản phẩm báo an tâm về chất lượng tín dụng của người mồm như bón hò cúng tiêu thụ án sản phẩm một cách thuận hơn nhờ đấy mà chúng tôi tiêu thụ cái sản phẩm nó dễ dàng hơn. Trong cái tem còn ma kiểm dịch động vật điện tử như bị đi sẽ bao gồm các thông tin kiểm dịch về vật kiểm của cơ sở, các thông tin về quy trình chăn nuôi như cảm thuốc để có địa chỉ cụ thể của cơ sở có thể thọ án trực tiếp tỉnh cơ sở tại mua sản phẩm. Việc ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý sản xuất để chỉ xuất địa chỉ cụ thể của cơ sở sản xuất của chúng tôi thì khách hàng sẽ cũng ta có phần đắc lực. Việc ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý sản xuất để truy xuất nguồn gốc nông sản Phú Thọ cũng đã có phần đắc lực giúp cơ quan đơn vị chuyên môn nắm bắt kịp thời chính xác các thông tin bởi có phần điều chỉnh phù hợp còn công tác quản lý, còn thời gian tỉnh, việc tiếp tục nâng cấp
Hoàn Thiện các tính năng xe giúp hệ thống phần mềm Pơ Thành mà công cụ quản lý truy xuất chất lượng nông sản nhấn ảnh sự tin tưởng của cả người sản xuất đến người tiêu dùng. Pơ Táo tiền đề về phần mềm quản lý sản xuất truy xuất nguồn gốc nông sản Phú Thọ ảnh triển khai ứng dụng rộng rãi để phát huy hiệu quả hơn mẹn.